Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chiều nay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã đến thăm nguyên Chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trân trọng chúc Đại tướng Lê Đức Anh sức khỏe, trường thọ nhân dịp Tết Độc lập lần thứ 70 của dân tộc. Thủ tướng thông báo tới nguyên Chủ tịch nước, tình hình kinh tế xã hội của đất nước tiếp tục phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực. Mặc dù gặp không ít khó khăn và thách thức, nhưng triển vọng năm nay, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch Quốc hội giao. Trong đó, tăng trưởng kinh tế có thể đạt tới 6,4-6,5%, giá cả ổn định, đời sống người dân không ngừng được cải thiện, nhất là nhà nước đặc biệt chăm lo đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, tiếp nối truyền thống yêu nước, cách mạng của các thế hệ đi trước, Chính phủ luôn đoàn kết, làm hết sức mình vì sự nghiệp của Đảng, của dân tộc, tiếp tục đưa đất nước ta phát triển nhanh và bền vững. Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh bày tỏ vui mừng trước những thành tựu toàn diện của đất nước sau 30 năm đổi mới và chúc mừng những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội cũng như nâng cao vai trò, vị thế và uy tín quốc gia trên trường quốc tế trong những năm gần đây. Nguyên Chủ tịch nước mong muốn Chính phủ tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không ngừng chăm lo, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân, trong đó tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống định cư ở nước ngoài có cuộc sống ngày càng ổn định và phát triển.